cá da trơn khổng lồ dài gần 3 mét vật lộn với cần thủ suốt 40 phút trên sông. Sáng hôm đó, một mình anh Alessandro Biancardi đi câu trên sông Po trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Đây vốn là con sông chảy qua miền Bắc Italia. Khi chỉ vừa quăng cần câu xuống nước chưa được bao lâu, anh Biancardi nhận thấy có vẻ một con vật nào đó cỡ lớn và rất khỏe đã cắn vào lưỡi câu. Dù cảm nhận được sức khỏe của con vật, nhưng anh Biancardi chưa thể hình dung con cá lớn cỡ nào. Nó lặn dưới nước và quẫy đạp liên tục, còn anh vật lộn với đối phương cũng như dòng chảy xiết trên sông. Cuộc chiến diễn ra suốt 40 phút cho tới khi con vật lộ diện. Lúc này, anh Biancardi giật mình vì được tận mắt chứng kiến một con cá da trơn khổng lồ dài gần 3 mét. Khi nhìn thấy nó, tôi mới biết mình đã câu được con quái vật. Nó to tới mức khiến tôi phát hoảng, anh nói. Bỏ cần câu sang một bên, anh định tóm con vật bằng tay, nhưng nó quá khỏe. Cuối cùng, anh lừa nó di chuyển tới vùng nước nông rồi kéo thẳng lên bờ. Cuộc chiến chấm dứt. Đúng như nhận định của Biancardi, con cá dài 285 cm, dài hơn 4 cm so với kỷ lục thế giới về chiều dài của một con cá da trơn từng được bắt. Vì quá phấn khích với thành quả đạt được, anh Biancardi chỉ kịp chụp hình kỷ niệm với con vật rồi thả nó xuống nước luôn mà quên đo trọng lượng.